bộ trưởng nguyễn chỉ dũng cho biết dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quảng trị tỉnh quảng trị được thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư với mục tiêu đáp ứng nhu cầu vận tải đường hàng không ngày càng tăng cao góp phần thúc đẩy phát triển chính trị kinh tế xã hội đồng thời đảm bảo tỉnh cơ đồng cao trong việc phòng thủ cũng như trong công tác cứu hộ cứu nạn đảm bảo quốc phòng an ninh của khu vực trung bộ nói chung và của tỉnh quảng trị nói riêng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị võ văn hưng cho biết đây là dự án quan trọng tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh của khu vực theo đó tỉnh quảng trị đã huy động cả hệ thống chính trị tập trung mọi nguồn lực khẩn trương lập hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhằm sớm hoàn thành các thủ tục thực hiện đầu tư đặc biệt là phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và sớm khởi công nhằm khẳng định quảng trị được kết nối bằng đường hàng không rút ngắn khoảng cách đi lại đồng chí bí thư tỉnh ủy tỉnh quảng trị lê quang tùng cảm ơn các ý kiến góp ý của thành viên hội đồng và khẳng định tỉnh sẽ ưu tiên dành nguồn lực tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đồng thời khẳng định mong muốn quyết tâm của tỉnh quảng trị trong việc triển khai dự án theo các lộ trình đầu tư phù hợp nhất để thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào tỉnh quảng trị Kết luận phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Chỉ Dùng nhận định về cơ bản, hội đồng thống nhất cao với sự cần thiết đầu tư dự án, hồ sơ trình đảm bảo theo quy định, sự phù hợp của báo cáo đối với quy hoạch, kế hoạch được đảm bảo, thẩm nhất phân kỳ đầu tư theo đề xuất, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện, nhu cầu, mức vốn đầu tư. Bộ trưởng Nguyễn Chỉ Dùng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện báo cáo, tổ chức thực hiện đầu tư và khai thác hiệu quả, đảm bảo mục tiêu quy hoạch của dự án, góp phần thúc đẩy khu vực nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng phát triển mạnh mẽ, bứt phá hơn trong thời gian tới.